Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho quý vị khán giả những tin tức nóng nhất, mới nhất được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt Trung Quốc. Đáng chú ý là thông tin về đỉnh lũ số 3 trên sông Trường Giang tiếp tục thách thức đe dọa sự an toàn của đập Tam Hiệp thủy điện lớn nhất thế giới. Trước khi vào nội dung chính, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin chính sau đây. Đỉnh lũ số 3 sông Trường Giang cận kề, đập Tam Hiệp căng mình ứng phó. Kinh hoàng đoạn mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp, NASA tiết lộ ảnh vệ tinh hiếm chụp khoảnh khắc đập Tam Hiệp xả lũ. Đập Tam Hiệp không cứu nổi Trung Quốc nếu đại hồng thủy tái hiện, giải pháp là gì? Theo thông tin từ các nhà chức trách Trung Quốc cho hay, đỉnh lũ số 3 trên sông Trường Giang đã cận kề, đập Tam Hiệp và một số đê được dự báo sẽ phải căng mình ứng phó. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin với lượng mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước dâng cao sẽ duy trì cho đến đầu tháng 8. Để tính ra thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, một dự án kiểm soát lũ lớn ở sông Dương Tử hay Trường Giang và những con đê khác sẽ phải đối mặt với mực nước dâng cao trong thời gian dài. Vì hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xả thêm lũ, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã nâng cao mức cảnh báo lên cấp 2 ở khu vực Tĩnh Giang chạy từ Hồ Bắc đến Hồ Nam. Mực nước ở hồ chứa Tam Hiệp đạt 159,02m tính đến 9 giờ sáng ngày thứ 6, trong khi tốc độ dòng chảy đạt 45.800m3 trên giây, tăng 2.500m3 mỗi giây so với 18 giờ ngày thứ 5 tuần vừa qua. Trung tâm kiểm soát lũ lụt và hạn hán Hồ Bắc kêu gọi các quan chức giám sát chặt chẽ mực nước trên sông Trường Giang cùng với 5 hồ chứa và sông cỡ vừa trong tỉnh. Đỉnh lũ số 2 được hình thành vào một tuần trước đó, vừa đi qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tối ngày thứ 5 vừa qua. Các chuyên gia giải thích rằng do đỉnh lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm nên việc xả nước ở hạ lưu diễn ra thuận lợi hơn, do đó không có đạt cực đại ở Vũ Hán. Theo dữ liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp, lũ lụt Trung Quốc đã ảnh hưởng tới 45,5 triệu người ở 27 tỉnh, 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 142 người thiệt mạng hoặc mất tích và thiệt hại 116,05 tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Mới đây, một đoạn video mô phỏng hậu quả thảm khốc khi đập Tam Hiệp vỡ gây ra trận lũ kinh hoàng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn của người dân Trung Quốc. Mới đây, tờ Taiwan News đã đăng một đoạn video gây tranh cãi có nguồn gốc từ trang tin tài chính thống Trung Quốc Caringian. Đoạn video đã mô phỏng tình huống xảy ra khi đập Tam Hiệp vỡ và gây ra trận lũ lụt kinh hoàng. Các thông số như tốc độ chảy của nước, chiều cao nước lũ và các địa điểm thiệt hại cũng được ghi lại trong đoạn mô phỏng. Các tác giả của video nhấn mạnh rằng đây chỉ là mô phỏng dựa trên các ước tính và không phản ánh tình hình ngoài đời thật. Đập Tam Hiệp trong video cao 181m so với mực nước biển, dài 2,3km. Mực nước trong hồ chứa cao 175m với khả năng chứa 39,3 tỷ mét khối nước. Ở đoạn đầu mô phỏng, đập Tam Hiệp được giả định là sẽ vỡ dưới áp lực nước khổng lồ. Ngay sau đó, một bức tường cao 100m được giải phóng với sức mạnh kinh hoàng. Vì hai bên sông Dương Tử đều bị chắn bởi núi cao, nước lũ không thể chảy lan ra vùng khác. Vào thời điểm này, lũ có tốc độ hơn 100 km/h, đập Tam Hiệp chỉ cách thành phố Nghi Sương ở hạ lưu chỉ tầm 50 km. Do đó, chỉ khoảng 30 phút sau khi vỡ, đập Cát Châu Bá cũng sẽ bị nước lũ hút vỡ và thành phố Nghi Sương sẽ không còn tồn tại. Mô phỏng cho thấy, nước lũ cao 20m sẽ đổ bộ Nghi Sương với tốc độ 70 km/h và nhấn chìm thành phố dưới 10m nước. Nước sau khi tràn qua Nghi Sương, lũ sẽ tiếp tục đi xuôi dòng Dương Tử, nhấn chìm các thị trấn xung quanh với tốc độ ít nhất là 60 km/h. Độ cao của lũ giảm dần xuống còn 15-20m. Sau khi tấn công thành phố Nghi Đô, lũ thoát khỏi vùng thung lũng và tiến tới đồng bằng. Nước bắt đầu tràn ra xung quanh theo hình cánh quạt, ảnh hưởng tới hàng loạt khu vực xung quanh. Khi nước lũ tràn tới đồng bằng, độ cao giảm xuống khoảng 8m và tốc độ là 25 km/h. Tuy nhiên, dòng nước ở dòng chính sông Dương Tử vẫn duy trì vận tốc 35 km/h. Sau khi lũ đổ bộ tới thành phố Kinh Châu, một phần nước sẽ tách ra khỏi dòng chính và tiến thẳng về Vũ Hán chỉ trong vòng 5 phút. Sau khi đập Tam Hiệp vỡ, nước lũ tới thành phố Nha Cương,
cách đập 350 km về phía hạ lưu. Mô phỏng dự đoán Nhạc Dương sẽ chìm trong 5 mét nước. Tuy nhiên, Hồ Động Đình ở ngay gần đó có thể đóng vai trò là một vùng đệm và làm giảm ảnh hưởng của lũ nếu đập không vỡ vào mùa mưa. Tiếp theo, nước lũ tiến về phía đông và tiếp cận thành phố Hồng Hồ, cách đập 700 km. Theo dự đoán, thành phố Phụ Hán sẽ thiệt hại cực kỳ nặng nề. Mô phỏng cho rằng một số vùng ở nơi cao sẽ thoát khỏi nước lũ, nhưng đa phần các vùng khác dễ chìm trong 5 mét. NASA mới đây đã đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã xả lũ vào hồi tháng trước. Khi đợt gió mùa ở châu Á bắt đầu vào đầu tháng, mưa lớn đã đổ bộ Trung Quốc, đẩy mực nước ở các hồ sông lên ngưỡng kỷ lục, đặc biệt lụt lội ở hạ lưu sông Dương Tử đã khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Sông Dương Tử là sông dài nhất châu Á, trải dài 6.300 km xuyên suốt Trung Quốc. Cùng với hệ thống phự lưu vào hồ, hệ thống sông đã có nhiều thay đổi khi Trung Quốc xây dựng nhiều công trình nhằm khai thác thủy điện, trữ nước để sử dụng tưới tiêu và kiểm soát lũ lụt. Hiện tại có hàng chục nghìn hồ chứa nước và vô số đập ở dọc sông Dương Tử. Trong mùa hè này, nước lũ đã được giữ bởi 2.297 hồ chứa trong vùng, bao gồm hồ chứa sau đập Tam Hiệp. Sau nỗ lực đầu tiết dòng chảy của nước lũ, đơn vị vận hành đập có thể xả lũ thông qua các cổng xả tràn. Hoạt động xả lũ có thể được thấy qua những bức ảnh vệ tinh NASA cung cấp. Các bức hình đã được xử lý màu sắc lại để nhìn rõ các dòng nước lũ hơn. Khi dòng chảy trôi xuống các cửa xả, dòng chảy sẽ có màu trắng ở trên ảnh. Các hình ảnh vệ tinh được chụp khi các con đập đối phó với đợt lũ lớn đầu tiên. Đợt lũ lụt nghiêm trọng thứ hai được truyền thông Trung Quốc gọi là trận lũ số 2 đã tấn công khu vực vào tháng này. Theo tập đoàn Tam Hiệp, mực nước trong đập đã đạt mức kỷ lục 164,18m vào ngày Chủ nhật. Kỷ lục trước đây từng ghi nhận là 163,11m vào năm 2012. Đập này được thiết kế để chứa đựng nước với độ cao 115m trước khi Trung Quốc đón nhận mưa lớn phá kỷ lục nhiều năm liền vào tháng vừa qua. Thì Bộ Thủy lợi của nước này đã tổ chức huấn luyện phòng chống lũ lụt trên sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử. Đợt huấn luyện vừa qua lấy bối cảnh đại hồng thủy lũ lớn năm 1954 trên sông Dương Tử, bao gồm các hoạt động điều tiết hệ thống hồ chứa, vận hành đê điều, vận dụng các vùng phân tán nước lũ ở trung và hạ lưu. Mục đích của chương trình là phát huy đầy đủ vai trò điều tiết của nhóm hồ chứa ở thượng nguồn sông với đập Tam Hiệp, làm trọng tâm phối hợp với công trình liên quan nhằm giảm thiểu tổn thất do nạn lụt. Hệ thống phòng chống lũ trên sông Trường Giang đã liên tục được gia cố kể từ sau đại hồng thủy mang tính lịch sử vào năm 1998. Bên cạnh dự án Tam Hiệp được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào năm 2006, trong bản phương hướng sách lược phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai ở Trường Giang trong thời kỳ mới, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Nguyễn Xuân Trung cho biết hiện các địa phương ở lưu vực sông này có hệ thống đê điều dài khoảng 34.000 km. Ở trung và hạ lưu sông có 42 vùng phân tán, cho phép hấp thụ dung tích nước lũ vượt mức khoảng 59 tỷ mét khối. Tuy nhiên, ông Nguyễn chỉ ra, bất chấp năng lực chống lũ đã nâng cao, khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Lượng xả nước an toàn của lòng sông ở trung và hạ lưu sông Trường Giang so với đỉnh lũ vẫn còn chênh lệch lớn. Đập Tam Hiệp có dung tích ngăn lũ lên tới 22,15 tỷ mét khối. Nhưng nếu so với lượng nước lũ vượt mức ở trung và hạ lưu Trường Giang thì dung tích này chỉ là muối bỏ bể. Ông Ngụy cho biết, nếu gặp phải nạn lũ như năm 1954, hệ thống hiện nay của Trung Quốc sẽ còn phải xử lý một lượng nước lũ vào khoảng 34-40 tỷ mét khối từ dòng chính sông ở trung và hạ lưu. Ngoài ra, khả năng chống lũ của các hồ và sông nhánh của Trường Giang không cao. Ông Nguyễn Trung Sơn nêu đặc biệt là đầu tư vào đê điều ít, phần lớn chưa đạt tiêu chuẩn sau khi hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa kiểm soát nước ở thượng nguồn sông Trường Giang vận hành. Việc xả lũ xuống đã dẫn đến xói mòn về dài hạn ở trung và hạ lưu sông, gây sạt lở ở một số đoạn sông, tạo thành rủi ro cho an ninh đê điều và dòng nước. Tổng công trình sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Trọng Chí Dư nêu ra vấn đề chủ yếu tồn tại trong công tác ngăn lũ ở Trường Giang hiện nay gồm thiếu hụt quy hoạch mới dẫn dắt, xây dựng và quản lý tốt các vùng phân lũ, tình trạng sạt lở bờ sông ở dòng chính Trường Giang gia tăng và vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân ở khu bờ sông. Trọng Sĩ Dư phát biểu khi tham dự lưỡng hội kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc rằng cùng với Tam Hiệp và các loạt hồ chứa để kiểm soát nước ở thượng nguồn Trường Giang lần lượt hình thành, tình hình chống lũ ở hạ nguồn sông có thay đổi sâu sắc. Ông cho rằng nhà chức trách cần phân tích một cách hệ thống các điểm yếu kém trong lĩnh vực chống lũ ở Trường Giang, đưa ra xem xét tại các tiêu chuẩn về ngăn lũ ở lưu vực sông.
tái tổ chức hệ thống chống lũ lụt và thực hiện quy cách có tính tiềm dẫn trảm, ông Trọng Sĩ Dự kiến nghị giới chức đẩy nhanh xây dựng và điều chỉnh các vùng phân tán lũ nhằm củng cố hoạt động ứng phó với tình hình sạt lở sông, đồng thời cho ra đời cơ chế quản lý bảo vệ người dân bên bờ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Mình chúc quý vị sức khỏe bình an. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bản tin 24 giờ của chúng tôi. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin chân ái và chào tạm biệt. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.